Xin chào tất cả quý vị khán giả, welcome back to season 3 MMG và âm nhạc đời sống. Rất cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ cho âm nhạc và đời sống trong suốt 2 mùa vừa qua. Và sau đây là một vài thông tin mới về Zelle, Venmo và PayPal tại địa chỉ email support@mmgstudio.us hoặc số điện thoại 714-980-0395. Xin cảm ơn tất cả quý vị và bây giờ chúng ta cùng thưởng thức show nhé. Thank you.
yeah, một bài rất là hay. Một cõi tình phai. Một cõi tình phai. Của nhạc sĩ Ngô Thị Miên. Từ lời cho đến melody, giai điệu, giai diết của em á. Ngày giai diết. Lovely. Nghe thật là giai diết. Xin quý vị cho một tràng pháo tay, gõ tay chứ. Pháo cũng được, mà pháo nó rung trả hơn. Cho sự trở lại của Ninh Cát Loan Châu. Yeah. Yeah. Okay. Cảm ơn các anh đã cho em được trở lại với lại motif một lần nữa. Tại vì sung sướng vô cùng khi mà được trở lại, mà được các anh đánh nhạc. Và ngày hôm nay là được thêm biết những nhân tài mới, chẳng hạn như là Duy nè, rồi thêm một nhân tài nhí nữa đó là Kỳ nè. Hello Kỳ. Hello. Hi. Hello. Con. Hello everyone. Hello các anh. Thì hôm nay là em lucky là có bé Kỳ đánh cho em hát. Trời ơi. Chị... Anh phải order từ Minnesota hả con? Con, yeah. Con ở đâu con? Dạ, con ở Minnesota. À, dạ, yeah, phải o coi như là book lâu lắm mà. Dạ. Yeah. Nghe hồi nãy ba Kỳ có nói chuyện là Kỳ là chơi nhạc với mấy anh từ năm 4 năm tuổi phải không? Đúng rồi, dạ, 10 đúng. Năm rồi đó. 10 năm rồi, dễ yeah. Sợ không, kinh nghiệm đầy mình luôn. Dạ. Yeah. Ngầu quá. Con, mà tiếng yeah. Việt con giỏi quá con. Tiếng Việt của con. Tiếng Việt nói của chuyện con, okay. Là em nghe không có bị lớ nhiều nha. Giỏi dễ sợ luôn á. Ok, thì bé Kỳ là một người chơi trống nhạc jazz phong rất là hay. Nhưng mà về mà chơi đi lại nhạc trữ tình thì cũng là đây cũng là bao nhiêu lần rồi con? Hai lần. Hai lần. Sao con thành thật thật thà dữ vậy con? Hai trời lần. Ơi, anh hai lần mà được như vậy là quá đã luôn. Đó, đó. Quá hay. Quý khán giả thấy không? 14 tuổi, hai lần chơi đi lại mấy chú rồi mà đánh như vậy rồi đó. Không biết 10 lần đánh làm sao luôn á. Chắc mấy chú coi như là phải bỏ đàn luôn rồi đó. Mà nhạc Việt Nam đâu phải dễ anh. Đúng nhạc rồi. Việt Nam gì mà Boston, rồi Vans, rồi Rumba, rồi yeah. Những cái riff nó đâu có phải giống như kiểu ngoại quốc phải không anh? Đúng rồi, già cho bé Kỳ. Rồi sau đây một bài còn già hơn nữa. Hạnh phúc lang thang của nhạc sĩ Trần Ngọc Sơn với điệu Boston. Rồi cái này còn già hơn nữa hả? Già lắm luôn á. Chịu khó đi Kỳ. Dạ. Yeah. Hồi nãy thì ba có nói là cái này nhiều khi đánh có nhiều người nói mà Kỳ đánh nhạc Việt Nam không được, nhưng mà trời nãy giờ em nghe chứ em nghe phê lắm rồi đó anh Trúc Sinh. Ok rồi, hạnh phúc lang thang của nhạc sĩ Trần Ngọc Sơn. Ngày ấy em như hoa sen mang nhiều sáng hiền những khi chiều lên. Ngày ấy em như sương trắng nếp trên bông hồng mượt trên cánh nhung. Ngày ấy em như cung tơ cho đời thẫn thờ, cho tôi dệt mơ. Đường khuya tay đàn ngón tay ước cho đời ước mơ dài. Những năm tháng vô tình mà lòng người cũng vô tình, rồi màu úa thay màu xanh. Người yêu xa bên mộng, đò xưa đã sang sông, dòng đời trôi mênh mông. Giang xưa nay xa rồi, đường khuya mưa rơi rơi, phố xưa quên một người,
bàn chân reo đơn côi, gió mang theo cơn lạnh về giọt lệ trên môi. Ngày ấy yêu em say mê, tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly. Tình ai cũng xanh như thơ, đến chung hơi thở rồi trôi dần xa. Hạnh phúc lang thang như mây, cho hồn héo gầy khi ta còn đây. Từng đêm qua trong giấc mơ, vẫn mong chờ có em. Lòng người cũng vô tình, rồi màu úa thay màu xanh. Người yêu xa bên mộng, đỏ xưa đã sang sâu, dòng đời trôi mênh mông. Giang sơn nay xa rồi, đường khuya mưa rơi rơi, phố xưa quên một người, bàn chân reo đơn côi. Gió mang theo cơn lạnh về giọt lệ trên môi. Ngày ấy yêu em say mê, tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly. Tình ai cũng xanh như thơ, đến chung hơi thở rồi trôi dần xa. Hạnh phúc lang thang như mây, cho hồn héo gầy khi ta còn đây. Từng đêm qua trong giấc mơ, vẫn mong chờ có em về. Từng đêm qua trong giấc mơ, vẫn mong chờ có cảm ơn các anh một hòa tấu quá hay. Một bài rất ư là trữ tình. Phai Cordyceps Plus, nước uống tinh chất, đông trùng hạ thảo, từ tập đoàn thực dưỡng Phai Japan. Bồi bổ sức khỏe từ những tinh hoa đất trời. À, bé Kỳ ơi, con có thở được chưa? Cô Châu nín thở đó Kỳ ơi. Kỳ làm sao mà Kỳ có thể đánh được bài Boston hay như vậy con? Con tập nhiều. Vậy hả? Con có crush chưa? No. 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 Cô Châu nghĩ là con phải có crush rồi con mới đánh hay như vậy chứ. Năm nay Kỳ mấy tuổi? 14 tuổi hả? Dạ, 14 tuổi. 14 tuổi lúc anh Trúc sinh anh Tuấn Châu anh kia yêu mấy tuổi? Tuấn Châu yêu bao nhiêu tuổi? Lúc bao nhiêu tuổi? Thì tuổi ông bà mình tuổi đôi mươi thôi. Đôi mươi. Sao già vậy anh? Em nhớ cái Kỳ cỡ đó là cũng phải cỡ 12, 13 tuổi chứ. 13 tuổi nhiều quá, lớn con nhỏ quá không được. Là Loan Châu, thì anh thấy em đang có một cái nghề mới đúng không? Dạ. Em như anh mới đậu cái bằng real estate đúng không? Real estate, dạ. Mới giờ bán được bao nhiêu căn nhà em? Sắp close, đang chuẩn bị close một căn rồi anh. Ồ vậy hả? Dạ. Quá hay. Nhờ good luck của mọi người. Dạ, và good. Dạ.
Thì cũng gì hơn là chúc em thêm một ngày mới thành công. Dạ. À. Nhưng mà ngày mới thì ngày mới chứ, nhưng mà anh mô tiếp gọi lại có mặt em nha. Chuyện nhỏ, chuyện phê nhỏ. Phê quá đi anh ơi. À. Mấy cái bài này là em mê từ nhỏ rồi anh. Mà hát bài này tự dưng em nhớ đến anh Trần Ngọc Sơn ghê. Dạ. Để có thời gian làm việc chung với anh. Mà khi mà em qua bên Seattle em hát á, thì có đến thăm anh và gia đình. Và khi mà nghe tên anh mất thì it's a shock. Dạ, bài, bài rất hay. Hay. Thì hôm nay là coi như mình chơi nhạc gọi là thính phòng luôn. Dạ. Và một người già nhất trong đây là bé Kỳ Ngô. Già nhất nha, chơi nhạc thính phòng luôn á. Rồi nào Silo, rồi Boston, giờ qua Tango luôn nha con. Dứt luôn. Dạ. Rồi. Số 5 nó là lớn nhất, số 5 sinh của nó là lớn nhất. Đúng rồi, đúng rồi. Năm bao nhiêu ta? 2006 hả con hả? Dạ, dạ, 2006. Ok rồi, vô con. Kẻ phụ tình, nhạc và lời của Trúc Sinh và Lê Đức Lòng. Tiếng vĩ cầm cất lên lời ai oán, khói cho tàn cũ khơi nguồn thương đau. Lời nào ngày đó ân cần mà đường chân lắm ê chề, tôi đành lòng cảm ơn anh. Mất anh rồi đó ơi người yêu dấu, vắng anh lạnh gối chăn chiều mùa đông. Một mình lặng ngắm mây về, một mình một ánh trăng thề, hồi vầng trăng quyết trong đời. Cuộc tình thứ nhất màu tình chất ngất môi hôn, màu ái ân mù khơi, màu đó hoa hồng nhung, màu thời gian mênh mông. Cuộc tình đã hết người về vui suốt kiếp mai sau. Người sẽ quên tình tôi, người cố quên đời nhau. Hỡi người dối gian, hỡi kẻ phụ tình ơi, mất anh rồi đó ơi người gian dối. Mất anh để cánh môi sạt sao đau. Lời nào tình cũng qua rồi, tình nào rồi cũng qua đời, tôi đành lòng cảm ơn người. Tiếng vĩ cầm cất lên lời ai oán, khói cho tàn cũ khơi nguồn thương đau. Lời nào ngày đó ân cần mà được chân lắm ê chề, tôi đành lòng cảm ơn anh. Mất anh rồi đó ơi người yêu dấu, vắng anh lạnh gối chăn chiều mùa đông. Một mình lặng ngắm mây về, một mình một anh trăng thề, ôi vầng trăng khuyết trong đời. Cuộc tình thứ nhất màu tình chất ngất môi hôn, màu ái ân mù khơi, màu đó hoa hồng nhung, màu thời gian mênh mông. Cuộc tình đã hết người về vui suốt kiếp mai sau. Người sẽ quên tình tôi, người cố quên đời nhau. Hỡi người dối gian, hỡi kẻ phụ tình ơi, mất anh rồi đó ơi người gian dối. Mất anh để cánh môi sạt sao đau. Lời nào tình cũng qua rồi, tình nào rồi cũng qua đời, tôi đành lòng cảm ơn. Yeah, kẻ phụ tình. Kỹ nghệ tân tiến ngày nay mang lại nguồn nước sạch và dinh dưỡng đến mỗi gia đình. Tyen Alkaline Water có thiết kế sang trọng, tiện lợi với khả năng tạo nguồn nước có tính kềm cao để uống, nấu ăn, tẩy rửa và nhiều chức năng khác. Tyen Alkaline Water, nguồn nước cho sức khỏe. Tư vấn miễn phí và đặt mua xin gọi 866-676-9818. Tyen Alkaline Water, sự lựa chọn nguồn nước sạch bổ dưỡng của gia đình Hoàng Thục Linh và Quốc Khanh. Cái này anh Phụ biết bao nhiêu năm ha? Năm 95 em. Trời ơi,
Yeah. Tức là bao nhiêu năm rồi? 25 năm. Nhanh quá ha, cứ vèo một cái. Anh phụ ai vậy? Em nghĩ phụ em... Hồ. Phụ hồ. Phụ hồ. Phụ hồ, phụ hồ. Em chờ bài mới của anh đó anh. Okay. Bắt đầu viết lại chưa? Bắt đầu, từ từ. Dạ, yeah. Bắt đầu là... Làm luôn chứ từ từ gì nữa. Ok, thì có Ninh Cát Loan Châu thì yêu cầu của nhiều quý khán giả, trong đó có ba của Trúc Sinh. Oh. Đó là nhạc sĩ Trúc Giang. Dạ. Nói sau ạ, nói cháu Bella gì đó đánh piano hay lắm. Vì qua tấu đi bên đi con đi. Dạ, để con suy nghĩ, con kiếm bài. Và đây là một cái bài rất là đẹp, giai điệu đẹp và cũng hơi già cho bé nhưng mà classical là chấp nhận nó, cái già rồi. Nó classical nhưng mà nó vừa pop. Pop, dạ. Yeah. Bella on piano, Kỳ Ngô on drum. Cái này yeah. Là ok, Bella cho một tràng phéo tay cho bé. New generation của Motif Group phải không anh? Dạ, yeah, đúng rồi. Sau đây là bài Sunflower của một composer rất ưa nổi tiếng của Hollywood. Ông là một trong những người rất nổi tiếng về nhạc phim thời thập niên 50-60. Henry Mancini và hòa âm bởi Sigel Aida, được perform bởi Bella on piano and King on drum. Cảm ơn các chú.
Xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ chương trình qua Zelle, Venmo cũng như PayPal check. Thì quý vị nhớ để lại email trong cái memo những cái tên bài hát mà quý vị yêu thích, ví dụ như là trong tập của chị Lan Châu hay là những tập khác của chương trình Âm nhạc và Đời sống, thì chúng tôi sẽ gửi những cái audio wifi với chất lượng là nghe trong phòng thu rất là hay luôn. Thì rất cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho chương trình. Để tạm biệt quý vị, Bella con lời chào với tạm biệt với quý khán giả. Cảm ơn các chú cho con cái opportunity con đến again với Jamming with the Band. Con có cảm ơn anh Kỳ Ngô. Bạn nói đi, anh nói, đi nói đi. Rồi nói tiếng Anh đi. Thank you. Kiều Hu. Thank you ấy. Thank you Kỳ. Thank you Kỳ. You're welcome. Rồi, bé Kỳ nói đi. I got you every time. Ghê chưa? I got you anytime. Ghê, ok rồi. Ta lớn hơn 2 tuổi ra, nó khác lắm á. Long Châu tạm biệt khán giả. Một lần nữa là em cũng cảm ơn Motif Music Group rất là nhiều đã cho mẹ con em được một lần nữa đến đây, và đặc biệt là Bella được đánh với mấy chú được nguyên một bài luôn. Và hy vọng là lần sau sẽ có mặt nữa. Yeah, ok. Chúc xin Tướng Châu, anh Âu Kiệt cũng như là Duy Trần xin gọi lời chào với quý vị. Nước uống collagen với tinh chất yến từ Fine Japan, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ bên trong.